sẽ cứu riêng mình, hạnh phúc sẽ đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe, đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ, Leo. Nhìn kìa, xe tải Leo đang lái quanh sân chơi. Không biết hôm nay cậu ấy chở gì trên thùng xe? Chà, trời hôm nay chói chang. Nóng quá trời. Cái cây cần nước và khóm hoa cũng thế. Chào Leo, hôm nay cậu mang đến xe gì thế? Cùng lắp và xem nào. Buồng lái. Hai ghế ngồi. Sàn xe. Thanh cản trước. Sáu bánh xe. Ba bánh ở một bên. Và ba bánh ở bên kia. Vòi nước. Thùng nước. Và một vô lăng. Leo, ta đang lắp xe tưới nước. Nhưng lại thiếu ống dẫn nước rồi. Cậu đi tìm nhé. Chắc đâu đó quanh sân chơi thôi. Thuyền ơi, thấy ống dẫn nước nào quanh đây không? Không, cậu ấy không thấy. Hay nằm trong hộp cát? Leo, tìm kỹ xem. Giỏi lắm, cậu tìm ra rồi. Giờ gắn vào đúng chỗ thôi. Cái gì thế kia? Chiếc mũ. Khi trời nóng và nắng quá nhiều, cậu cần phải đội mũ hoặc nón che nắng. Xe tưới nước đã hoàn tất. Cùng xem nó sao. Đầu tiên, lắp vòi vào thùng nước. Rồi kéo ra. Và lấy nước. Cất vòi trở lại. Giờ thì đi thôi. Tưới hoa này. Nhìn kìa, hoa trông rất thích.
giờ tới cái cây. Quá giỏi, Leo. Tuyệt lắm.